Đưa thì lấy dưa góp cho nào. Gớm, hôm nay chú đáo thế. Đây, 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 đây. Được ăn ngon. Thầy phải nói rằng cái thằng Long này có đi vắng quá. Mình sang bên phòng ấy mình ngủ á, nó thấy rộng rãi thoải mái hẳn lên nhở. Hướng cái thằng người. Sao? Hôm nay không ăn thịt, cho ăn rau. Vâng, em đồng ý ạ. Đây, để có chất xơ. Ăn đi. Em bé đến thời kỳ này là cần phải bồi bổ đấy. Con cảm ơn mẹ. Đừng nghe mẹ cháu. Mẹ cháu nói thôi. Mình ăn vừa phải thôi. Ăn nhiều quá là bụng nó đi lại học ạch. Khó chịu lắm. Đưa chú mấy miếng cho ăn hộ cho. Đúng rồi, cảm ơn cháu nhé. Chị Hoan này. Dạ. Từ mai mà cho cái người kia à, ngồi ăn riêng một mình một bàn chị nhá. Ăn riêng. Vâng, em đồng ý ạ. Em đồng ý. Bạc như ngồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? À, ý là bảo là đây, đây là rau bạc hà. Đúng nhé. Cháu ăn đi. Vừa được ăn hai miếng thịt kìa. Nói tròn vành rõ chứ hẳn. Chậu cây tình yêu của anh đấy. Tặng em này. Lần đầu ta gặp nhỏ, nay đã là 3 năm. Rồi thì yêu thầm nhỏ, mà chỉ nhìn xa xăm. Cuộc tình dù 3 năm, bây giờ chưa dám ngỏ. Nhỏ ơi, chúc mừng sinh nhật em nhé. Quà của em đây. Tặng em một con pet. Tuy hơi xấu một tí, nhưng ở bên cạnh nó, em sẽ được cảm giác an toàn và hạnh phúc. Em đồng ý nhận nuôi anh nhé. Cô chủ nhỏ của anh. Này cũng gần nửa triệu đấy, nên em ăn giúp anh nhá. Tận nửa triệu ấy à? Sao mà anh hoang phí thế? Đắt như thế này em làm sao mà dám ăn ạ? Anh mua cho em bé trong bụng chứ có phải mua cho em đâu. Hôm trước em không uống nước lựu, anh đã phải mời thằng Đăng rồi. Hôm nay nếu mà em không ăn nữa, anh lại phải mời nó thì... Đúng không?